Tại sao pháp đó bị khắc phục tham ưu mà tại ông sao không khắc phục tham ưu? Để cho ông nuôi mù. Ông chứng đạo ông nuôi mù thì cứ ông sai chứng đạo mắt một xám nữa chứ sao mà nuôi mù. Rồi cho nên vì vậy, ví dụ như bây giờ tại sao mà bây giờ con bệnh đau kể, bây giờ cứ ráng tu chứng đạo thôi thì cái đó là sai pháp rồi. Bởi vì chính trên thân mình chướng ngại, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thân quán thân là quán là xem xét lại cái thân, mình thấy nó đã có bệnh rồi chứ gì, có phải không? Vậy thì phải dùng pháp mà đẩy lui chứ, tại sao không đẩy lui mà lại tứ niệm xứ là cái pháp, là cái chánh pháp của Phật giúp cho chúng ta đạt giải thoát đó, nó là cái chân chánh pháp đó mà. Cho nên vì vậy mà bây giờ cái pháp tứ niệm xứ mà không khắc phục được mà còn tu tới cái chứng đạo chỗ nào nữa, hay nói chứng đạo chỗ nào mà tâm thân tâm mình không thanh thản an lạc như vậy, tức là không an lạc cái thân như vậy làm sao an lạc, mù mắt mà sao an lạc, cái đó là sai pháp rồi. Nói cái đó không đúng pháp, lấy tứ niệm xứ ra quét. Thấy không con em, quét cái câu đó đi, quét cái bài kinh đó đi. Bà thầy, như vậy thì cái câu chuyện này được người sau này dịch lại là thêm bớt theo cái tư kiến kia. Thêm bớt với cái tư kiến của họ, cái tư kiến của họ. Kiểu định luật nhân quả rồi. Định luật nhân quả. À, định mệnh rồi. Cho nên bởi vậy nói như cái con mới sân văn mấy cái chỗ đó. Thầy nói tôi đó chuyện nhân quả đó mà. Mà chuyển, mà cái này nó không chuyển đâu. Mà cái kinh sách này ha, nó được dịch ra là gọi là mấy phổ bán, bây giờ còn sách đó sách. Phổ biến khắp tục nữa chứ ở. Dạ, còn thấy. Nhiều khi mình tu cái pháp này mình thấy. Đã lý luận là tại vì là ông ấy chịu cái nghiệp đau mắt, nhưng mà như thầy nói là tu nó chuyển nghiệp. Nó chuyển mà. Thì nó chuyển cũng như bây giờ con, cái nghiệp con có cái bướu phải không? Thì con tu phải chuyển chứ. Yeah. Con chuyển rồi nó, khi mà con chuyển là con phải đắc con mới đắc đạo luôn. Yeah. Ví dụ con chuyển được nó đâu phải dễ, nó là cái nghiệp của mình mà mình chuyển nó sạch hết, tức là hết bệnh rồi. Yeah. Cho nên trên thân của mình nó đâu có ưu phiền nữa. Yeah. Còn này nó mang bệnh mà làm sao không ưu phiền. Có cái khác mà tác nó gì nó yếu cổ của tác hơn cái pháp gì. Ví dụ như là cái nguyện gì con tác đi là tại vì nó nặng hơn, cái nghiệp nó nặng hơn con. Cái lực tác ý của con nó có chút à. Còn cái bướu của con nó lớn như vậy, cho nên con tác nó chưa đi thì con tác hoài. Tác ý nó bay. Con tác ý bởi vì cái ý thức lực của con tác ý một lần nó thêm một cái lực một chút. Cứ tác ý một lần thêm lực chút mà nó cái lực đó nó tương đương thì nó phải lớn hơn cái lực của cái bướu con, thì cái bướu con phải dẹp, nó phải tiêu hóa. Con thấy như sư Pháp Ngộ tác ý mà nó quay cuồng lắm, nó ưu quá đi. Làm phút 20 phút mà nó quay, nó ốc lực lực, quanh nó nổ ra được. Chứ không phải dễ đâu, nó mạnh lắm. Nó đủ sức lực rồi, nó nổ ra được, nó mạnh. Tác ý cái gì rồi mạnh? Tác ý thôi, tác tham ưu phi thôi, mình tác hơi mạnh. Tác ý tham ưu phi đây? Tác không trầm nữa, là mạnh quá. Tác như thế này đúng, sợ nó lạnh gì? Đã lệnh đến đó là tác ý. À, nó không muốn đi thì nó không hướng ra đi, thì con cứ ngồi nhưng mà con ngồi con nhớ có chừng nó ngồi mà nó mình phải cảnh giác lắm, sợ nó ngồi nó sẽ lặn vô thì miên không càng mất đi, mà nó tỉnh thì càng tốt, mà nó không có trạng thái tưởng thì tốt, mà nó có những cái trạng thái tưởng sẽ vô là mình lọt trong biệt tưởng rồi. Cho nên vì vậy mà cảnh giác lắm, khi mà tu tứ niệm xứ là phải cảnh giác hết. À, nó không cởi thì con cứ ngồi, mà con đi vậy nó cứ muốn đi hoài, cứ đi, đi mà nó thanh thản, cứ đi. Nó chừng nào nó khởi ở với việc ngồi thì mình ngồi, mà nó không khởi thôi. Tức là nó không hướng, nó không hướng mà nó thích đi thì nó an trú, nó thích đi thì cứ đi, có sao đâu. Cứ thanh thản như vậy thôi. Chứ không phải là mình bắt buộc nó đâu. Tự nó thấy rằng nó sẽ bị sắp sửa mỏi mệt hay gì đó, hoặc là bị hôn trầm, thì nó tắt ý, nó hướng tâm ra, nó đi, thì mình đi. Mà nó mình đi hơi mà thấy nó hướng tâm nó bảo ngồi thì mình ngồi, thì trong ngầm cái hướng tâm đó nó có cái sắp sửa nó xảy ra cho mình một cái gì đó nó mới hướng tâm như vậy, chứ nó không thì nó không có hướng đâu. Bây giờ nó an trú được, nó thanh thản được, trên cái bước đi con cứ đi mà thấy nó thanh thản, mà nó thích đi thì nó đâu cần phải ngồi nữa, tại vì nó đi nó biết nó không có mệt mỏi gì hết. Nhưng mà lúc nào nó sắp sửa nó mệt mỏi thì nó bắt buộc nó hướng nó còn, chứ không phải dễ đâu, nó bao giờ nó cũng hướng hết đâu. Bây giờ con đi 3 tiếng ngồi đi mà thấy nó cũng còn thích đi nữa, tức là con cứ kéo dài thêm, bởi vì tứ niệm xứ nó không có thời khóa đâu. Con kéo dài thêm rồi còn lát nữa cái tới đó nó bảo nó hướng là nó ngồi. Bây giờ nó cái sức mà nó tinh tấn nó ham đi nữa nó hết muốn rồi, tức là nó hướng ngồi còn em, chứ còn nó muốn thì cứ đi qua có sao đâu, đi sát đêm cũng được.
ngồi đi. Dạ, tôi thấy con thấy thì con thấy là tự nhiên con nhất là có một người mà chưa đến đây thì tự nhiên cái tâm của con hướng nó quay trở lại, thì con quay trở lại với con hướng đi chẳng để gặp người này lại. Đó thì nó hướng đó bạn, nó hướng. Con đi một cái tự nhiên con quay trở lại. Nó hướng, cái kiểu đó là kiểu hướng tự, nó hướng, hướng quay rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nó bây giờ coi như nó không thích ngồi nữa rồi, cái nó hướng ngồi. Ở nó không thích đi rồi, nó hướng ngồi. Thầy con ngồi. Mà giờ con ngồi, bây giờ nó không thích ngồi rồi, cái nó hướng, nó có cái không thích trong đó nó mới hướng ra chứ không phải là gì hết. Nó biết là sẽ mỏi mệt hay gì đó, không biết. Bởi vì khi mình đi mà nhiều được, đi 3-4 tiếng đồng hồ, nó có cái ham đi, thích đi, tức là nó có cái tinh tấn giác chi, nó làm cho mình thấy đi mà nó giải thoát, nó an lạc lắm, cho nên mình thích lắm, thích mình đi hoài, đi chừng nào mà hết thích thì tức là nó hết thích, tức là nó hướng mà ngồi đó. Dạ, thưa thầy, khi nó cứ ngồi đấy thì con ngồi khoảng đâu 20 phút, 30 phút thì nó lại không đi. Thì vậy là tốt thôi, không có gì đâu. Đó, thì con nhớ thầy nhắc cái chỗ mà hướng đó. Hãy nó muốn ngồi thì mình ngồi, mà nó hướng đi thì mình đi. Bây giờ ví dụ như con đi vậy đó, rồi bắt đầu hướng ngồi, con ngồi. Mà nó muốn ngồi chừng 5-10 phút, cái nó muốn hướng đi thôi. Dạ. Được rồi, đi. Chứ không nói bây giờ mày ngồi gì mới có mấy phút mà mày ngồi gì mà ít quá tao ngồi nữa thì không có được, đừng ép nó. Tu tứ niệm xứ thì không phải vậy, còn tu tâm bốn mai nghi mà nó đi nhiều được, nó thích đi cứ đi hoài, đi 3-4 tiếng đồng hồ cũng được, đi suốt đêm cũng không sao. Mà nó không thích thì nó muốn ngồi thì cứ ngồi, mà muốn nằm thì nằm, nhưng mà mỗi cái hành động thì cảnh giác rất cảnh, nhất là hành động nằm là phải cảnh giác lắm. Thấy nó hướng con nằm không mà biết sao. Nó hướng con nằm đó, coi chừng rồi. Nó kiểu, nó đi vô. Con đang đi nhưng mà con người nó cứ gọi tên liên tục, nhưng mà tâm con nó hướng, nó không muốn trả lời gì như vậy con. Con cứ không trả lời, nó hướng, nó nhắc con, đừng có trả lời. Thì con cứ không trả lời ai hết. Vậy là mới tốt. Đó, lần lượt mấy con biết cách tu tứ niệm xứ đó. Có hỏi mấy con lần lượt mấy con biết cách nó thì mấy con mới giữ gìn được cái chân lý, tức là chân lý được hộ trì bằng cách mà có rút tỉa từng kinh nghiệm đó, mới hộ trì được cái chân lý đó. Mà hộ trì rồi thì mới có giải thoát, cái hộ trì mới có giải thoát, chứng đạt chân lý được khỏe, nó mới còn sống dưới tri kiến giải thoát bất động. Còn vậy có 12 tiếng đồng hồ thôi mà chưa xong. Nhất giờ hiền thôi chứ có gì một đêm là tánh hiền mà. Tăng lên chứ vậy thì tứ niệm xứ nó không có phá và nó không có giảm cái năng lượng lực cho người, mà cái tăng lên cuộc sống thoải mái rồi. Tăng lên 12 tiếng mà tăng lên 12 tiếng mà tức là mình đã tự gần chứng đạo rồi còn nghiệm chứ sao, là mình còn nghiệm là chưa chứng chứ mà hết nghiệm là chứng. Mình phải kéo dài thêm 12 nó đủ công lực nó tăng là cứ mình cứ tu rồi nó đủ công lực nó tăng dần lên, chứ mình đừng có nghĩ mau nghĩ gì hết, là tôi cứ biết tôi tu thôi, tôi biết nó thích rồi tôi cứ đi, mà thích ngồi tôi cứ ngồi, mà nó muốn đứng dậy tôi đứng dậy, nó cứ sao tôi làm cho nó thôi, muốn nằm thì tôi nằm, nhưng mà cảnh giác là đừng có ngủ. Muốn ngủ thì tôi đừng ngủ, có cái đó đây. Còn có cái nằm mà nó không ngủ mà nhiều khi cái nó quay qua lại là nó lọt vô cái nó mơ màng chủ lĩnh, nó quay qua lại là mơ màng. Thì vậy mơ màng lại ngủ chứ gì, liệu nó ngủ không có, nó ngủ không có sai, chứ mà ngủ chập chờn đó. Chập chờn. Nó bị sợ đó, bị gì trong bụng nó hộp, nó sợ mất tứ niệm xứ đi, cho nên vì vậy nó ngủ chập chờn. Đó nó không dám ngủ sai đâu. Nhưng mà ở đây không có được cái điều đó đâu, nó cho vô chút nào đâu cũng được. Mơ không được. Ngay giật mình. Ngay là nó chiến thắng rồi. Đó là nó thắng mình rồi. Tôi tí niệm xứ mà để dẹp được. Con bị tưởng rồi, con lọt được định tưởng rồi, nó mới ra cảnh giới đó. Tức là lọt vào cái tâm tưởng của mình, nó tưởng quẩn, nó mới hiện cảnh giới. Thì nó con này con tưởng dữ lắm. Bị tưởng đó. Biết đâu cái đồ của bay rồi kia đó. Mặt xong nè. Ôi trời, xa.
con nói cổ mà về thầy phải một ngày một đêm mà ngày... có ông chồng ông gì 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 cổ thấy con nói ông khổ dữ quá, cổ cũng biết lần dữ lắm đó mà mới chạy về đây dữ lắm. Không, thầy ở bên Hòa Thượng Thanh Từ, ổng vừa tu sau Thanh Từ mà ổng vừa tập yoga mỗi ngày, ổng muốn nói ngừng ngừng thầy, trước kia thì các luân xa của con nó chuyển động như thế, nhưng mà qua một năm đấy thì thầy có dặn con là về như thế thì hoàn toàn con nghỉ ngơi là con cắt đứt những cái đấy, là hoàn toàn bây giờ ngồi không bao giờ có những cái luân xa chuyển động trong người con nữa. Đến đi thế bây giờ con đi vào tứ niệm xứ thì con thấy rất là an tâm, thân con thấy an và tâm con thấy an, nhưng mà khi phản cái bánh đào chứ không phải là hoàn toàn an à. Thế khi phản thì chỉ còn tức là trước kia cái bệnh của con thì bây giờ con là không thấy nó trở về nữa rồi. Đó, tức là cái bệnh đau đầu này thì coi như là những thuốc hàng tháng bây giờ là không có, bỏ hoàn toàn không dùng đến. Hơn từ năm nay là con không đến những thuốc nữa, là con không dùng đến nữa. Rồi khi mà cái phát tác thì con phải tác ý xong thôi. Thế nhưng con còn nữa là khi toàn nó đau mỏi người thì con nghĩ là cái đấy thì con người nó có cái mệt mỏi gì đấy thì con cũng dùng là con như là họ bệnh, con đuổi nó đi rồi. Đấy. Con đuổi đi thì con đuổi đi đầu tiên con ngồi lại, con đuổi đi một tí xong bắt đầu con tác ý an tịnh thân. Thế rồi đến khi cây cứng chỗ nào thì con nhắc cho tôi lấy cái độ cây tay phản hay là chân hay là chỗ nào đó. Con tác ý thì con đuổi đi. Đúng rồi, đuổi đi tôi vậy đó. 5-10 phút hay 15 phút gì đấy xong con thấy an thì con thôi, con không dùng an tịnh thân nữa. Thì lúc bây giờ con chuyển hướng khác, ví dụ con lại tự thích phân tâm thanh thản an lạc thôi. Con lại tác ý phân tâm thanh thản an lạc vô sự. Tâm hiền hòa như đất. Con đừng giận hờn, đừng tham sân si, cho con dặn dò thì xong con lại ngồi. Nhưng con ngồi khi phản lại nhắm tí nó lại vào có cái cảnh giới thật. Đó, cái cảnh giới con lại ngại khi phản đến thoáng ở đây thì cái thứ là cũng như hôm vừa rồi con có trình với thầy nè. Khi phản con lại có cái lý với thầy nè, trình với thầy hoặc là có cái gì đấy không ấy được con lại. Tự nhiên là con đang trình với thầy như thế này nè. Nhưng mà xong tự nhiên nó lại có một cái gì đấy trả lời cho nó chẳng thấy ai. Ví dụ con có cái gì con lại còn trực tiếp để khai, như thế này là khai thì phải không thầy. Ví dụ con lại tự hỏi đi thôi nhưng mà không có thầy. Nhưng nhiều lúc con làm là chắc thế này, cái này chắc là con khai rồi phải không thầy, ý như thế. Ừ. Thế đó là độc thoại đó con. Đó là thuộc về độc thoại. Dạ. Tự nó ra trả lời, tự nó hỏi. Con lại thấy tự nhiên là con sẽ mính được một tí, phải cũng chỉ mính một tí, cái loại tựa như là luôn nó tuôn trào. Tự nhiên lúc nó có cái tuôn trào là hỏi thầy đến nơi đến chốn là con có cái đối đáp với thầy rồi. Thế xong rồi tự nhiên là bắt đầu lại an thì bắt đầu lại đứng ngồi. Đứng ngồi thì con không thấy cái tham, cái gì nó muốn gì vào cái mình cả. Cái động bên ngoài thì đối với con. Tức là năng dục tương dưỡng nó không có, mà nó có đối thoại qua một cái pháp để mà hỏi, để mà coi như là tự nó đối đáp với nhau để là nhận ra được cái pháp mình tiếp tục tu. Cái đó đúng không? Không sai. Cái độc thoại đó là không được diễn. Không được sợ nữa, mà còn không được sợ nữa. Cái đó là độc thoại đấy nghe. Ví dụ như con nói, ví dụ như sáng hôm nay là có một sư đến này, con đang quét, ví dụ con thầy nói là khi làm thì cái nhà tâm vẫn không để động đấy, thì con đang quét thì sư lại chạy ra hỏi, sư đang đi thi hành, sư lại hỏi thế thì ông lạc ở đây thì thế nào, ở chỗ nào, không con nhỉ? Thì con nghĩ bảo không nói cũng được chứ thầy, thì mình cứ nghĩ là thân mình cứ nặng yên mà không nói thì không được. Thế con ấy bảo bây giờ chính sư thắng ra khi sư ngồi thì bên này nó là phụ nữ và bên không phải là phụ nam, cho nên sư thông cảm cho. Bây giờ sư nói chuyện cô được quan trưởng này nói chuyện thì cũng tiền đấy, thì vừa mời sư lên trên kia sư ngồi sư chờ thì là gặp cô được quan thì sư trình với cô được quan, cô sẽ dẫn lên thầy đấy. Thế thì con nói vị như thế thì sao con nghĩ là nhất là mình phạm hay không phạm, cái đó không phạm đâu con. Thế con nghĩ bây giờ sư đến hỏi mà con không nói thì có nghĩa là mình đâu có cái á khẩu à. Cái đó mình nói được, không có gì đâu. Mà nghe mọi câu bất kỳ quá, cho nên mình nói. Thành ra cũng như cái đó là mình hướng dẫn cái người khác cho người ta biết thôi. Để không người ta lung tung quá. Không người ta lung tung. Ta không hiểu. Bây giờ con lại biết là hơi thở của con rồi. Con hầu như là cái hơi thở nó rất rõ chỗ này thầy. Tức là khi xong cái gì đó, hoặc làm cái gì xong hay nói gì xong, thì con lại trở về cái hơi thở, biết hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Đấy, không đoạn được chỗ này. Cái thứ hai ngồi tứ niệm xứ mà ngồi lại an thân, thân tâm nhắc nhở là thân tâm thanh thản an lạc vô sự. Con ngồi một tí ấy, thì con mà không nhìn cảnh, mắt con không đưa nhìn đi một cái cảnh về gì đó thì con lại quay lại biết cái hơi thở này được rồi. Cái đó là được rồi không? Bởi vì cảnh giác thường thường xuyên á, để mình lo
Còn về vấn đề mà con hỏi hồi nãy là như cái độc thoại đó là cái tốt chứ không sao, là đừng diệt nó. Cái thứ hai nữa, khi mà có người nào người ta đến hỏi mình vấn đề đó, mình thấy người ta không biết, mình nó hướng dẫn người ta biết, có vậy thôi. Không có là, cái đó không phải là mình độc cư rồi mình độc tâm đâu, không phải là mình trả lời đàng hoàng rồi mình không có tiếp gợi chuyện nói chuyện thêm thì không hướng dẫn ta rồi thôi, rồi mình lo cái phần sự mình, đó là mình độc cư. Độc cư không có nghĩa là câm nữa. Cho nên không phải, ví dụ như bây giờ mình ngồi tu về cái mình buồn buồn lợi thất, người ta kiếm chuyện mình nói đó là phá độc cư. Thế còn cái người nào mà người ta cần cái chuyện gì người ta đến hỏi mình thì cứ trả lời, chứ không có sao hết. Chứ không phải là đụng người nào cũng thấy nói chuyện cứ cho người ta nói chuyện cũng tội người ta, không phải. Phải sáng suốt cái vấn đề đó. Nghĩa là mình buồn buồn bị lợi thất người ta nói chuyện thì đó là thật. Mà mình đang tu thì người khác người ta cũng đang tu thì không được nói chuyện với nhau. Nhưng mà có cái người lạ người ta không biết, người ta hỏi, hoặc cái người đó người ta tu gặp cái trường hợp đó, người ta không hỏi thầy được, người ta hỏi mình cái trường hợp đó, mình cũng vẫn có thể nói chuyện được. Chứ người ta nói bây giờ cái trường hợp này đi lên gặp hỏi thầy đi, mình khuyên thầy rồi mình lo mình tu, nó không có động gì hết. Chứ không phải gì, chứ còn mình mà nói chuyện đời chuyện đạo rồi tùm lum ra đó thì ngồi cả buổi thì nó là sai. Chứ còn mình cứ trả lời vài tiếng rồi mình lo phần sự mình, coi như là mình chấm dứt ngay khi cái chuyện mà nó vừa có cái chuyện nó xảy ra thì mình trả lời rồi thì chấm dứt, ai lo phận sự nấy thì đó không có nghĩa là phá độc cư. Cái duyên cả pháp nó đến, tôi phải ngăn diệt cái ác pháp đó bằng cách tôi phải làm cho cái người này hiểu rõ cái chỗ này để mà cho nó yên cho cái tâm người này, và chính tôi cũng làm hết bộ phận tôi. Thành ra cái mình có ngôn ngữ chứ đâu phải là ngôn ngữ, chứ không phải là nó độc cư rồi bắt người ta tối ngày không có nói chuyện. Phải không? Ai hỏi mình cái mình chạy vô phòng. Mình nói mình van van rồi. Nói ngầm này. Cái chỗ đấy thì đôi khi chúng con cũng phải là các phòng thật, bởi vì chỗ là chỗ động mình, nhiều khi khách cứ đến là đông như vậy, mà nếu mà nhiều khi mở cái cửa ra thì nó thoáng gió nó vào thì nó cũng mát, nó đỡ thì ra ngoài nhiều. Thế nhưng mà thấy mà có đoàn đến hay là có gì nữa thì đúng là phải khép chặt cửa. Đúng rồi, mình giữ đó mà, cái đó bảo vệ phòng hộ đó. Mình giữ để không người ta không biết, người ta ồ vô người ta hỏi này chưa hết chắc quá, tôi chắc tôi động chết. Cho nên mình phòng hộ mình đóng cửa lại. Ví dụ như họ không biết họ chỉ vào lung tung, bây giờ đằng sau cái công trình phủ đấy thì thôi cứ để cho họ đi, rồi thì xong mình ra mình dọn. Thế cái lặng im trong, họ cũng không biết là có người đi chăm sóc đâu, nhưng mà sau họ đi rồi họ về sau thì họ mới biết là có mình trong đấy. Bây giờ đi rồi quay lại họ mới sợ chứ. Lúc này mình làm bậy quá. Mấy người tu sợ quá. Mình cũng làm bậy rồi. Không đúng không nào? Sợ chứ. Phải như vậy sao nào? Họ lại tôn trọng. Tôn trọng là mình vẫn giữ được yên của mình bên trong. Tâm là tâm. Con có vấn đề thế này chứ thầy. Trước kia thì con ít khi con buồn ngủ lắm. Mà giờ chắc con cũng giữ như vậy, nhưng mà sau cái thời gian này con cũng hay buồn ngủ, tức là con vẫn chống được, con chưa bị thua nó hôm nào. Thế nhưng mà ngồi này một tí xong con lại thấy nâng nào. Như vậy nó đến nó thăm viếng con có sao đâu. Có lúc nó không đến, nhưng mà lúc này nó đến thì mày đến thì tao có pháp thân hành niệm nè, có gì đâu, tao đi chánh niệm tỉnh giác với thân hành niệm, mày sơ tao đi chánh niệm tỉnh giác, mà mày quá tao đi thân hành niệm, còn ôm vô pháp đó cũng đi tiếp, trời nó bật ra hết. Bởi vì có lúc còn có lúc, bởi vì tham sân si mình nó còn, có lúc thì nó vắng, nhưng mà có lúc nó tới, mà nó tới có nhiều khi nó cắt nhau, nó đánh mình ghê lắm. Vừa ngồi xuống ra bắt đầu nó muốn lặn, vừa nó muốn ngủ ghê lắm chứ đâu, cái mặt nó dữ lắm chứ. Còn có lúc thời sao nó tỉnh bơ kiếm của nó, mặt nó không ra, nó ở đâu nó trốn đâu, bởi vì nó thuộc diện lại ngủ tiền thái mà nó cái màn nó che bít trên, lúc mà bị cái màn che bít nó không ló đầu ra được, mà lúc nó tới mà kiết sử rồi rồi nó ló mặt là mình chịu không có nổi với nó đâu. Nó còn biết không, hễ khi nó còn nằm khuất của nó, mình thấy bây giờ thầy không có buồn ngủ nè, tức là thầy có suy truyền cái không phải xong đâu, nhưng nó nằm bị cái màn nó che khuất rồi, nhưng mà nó ló mặt lên là kiết sử rồi. Trời ơi, giờ nó trói thầy gục tới gục lui hoài, đó là kiết sử. Mà bây giờ đó mà thầy không có chịu mà thầy phá nó thì nó sanh năm dục trưởng dưỡng liền tức khắc, nghĩa là bây giờ thầy thấy buồn ngủ thôi đi nằm, đó là dục trưởng dưỡng rồi đó, nó dưỡng cái dục. Cho nên ba cái pháp này nó rất là kế cận với nhau lắm, nó lộ ra đấy. Đầu tiên á, tham sân si mạn nghi đó là tiền cái, nhưng mà khi mà tham sân si kiết sử nó lộ mặt ra đó thì các con sẽ thấy nó lộ mặt ra thì nó gục tới gục lui nè,
không? Mà năm dục trưởng dưỡng nó hiện ra nữa thì mấy con nằm xuống ngủ. Đó là dục trưởng dưỡng nó ngủ. À, thấy chưa? Nó triển khai đó, nó triển khai lần đi đến năm dục trưởng dưỡng. Mà thầy, vậy là tham gia thi đầu tiên á là ngủ tiền cái. Ngủ tiền cái. Thì thứ hai á là thắc kiết sử, là thắc kiết sử tham gia rồi. Nó không còn tiền cái nữa đâu, nó lộ cái tướng nó thất kiết sử rồi đó, nó tăng lên hai, tăng lên hai thì bắt đầu tiếp tục nữa lại năm dục tưởng dưỡng, năm dục tưởng dưỡng, năm dục ngày năm dục mà giữa đây là thất kiết sử, thất kiết sử. Yeah. Cái này năm, cái này năm, mà cái giữa này là bãi. Yeah. Rồi tăng lên, nó tăng lên, nó tăng lên, bởi vì kiết sử nó tăng lên, ái kiết sử, bởi vì nó kiến kiết sử, ái kiết sử rồi đó, nó tăng lên, nó tăng lên hai cái đó. Tham sân si đi, nó đủ trong này, mạng nghi nó đủ này, nó bằng cái năm rồi. Yeah. Mà nó thêm cái ái kiến sử với kiến kiến sử. Yeah. Hữu tham kiến sử nữa là gì vậy? Hữu tham kiến sử là cái tham. Tham. Yeah. Hữu sân kiến sử là sân, tại như có. Ở đâu? Dạ, anh Phúc ơi, con mời uống nước đi, tức là thì ra. Không, con thấy không? Nó mình thấy nó rõ ràng. Bởi vì kia nó tăng thêm, cái kiết sử nó tăng thêm, nó tham si mạng nghi nó đủ rồi mà nó tăng lại tăng thêm, nó bảy bảy cái sự. Rồi nó còn tăng lên nữa là nó tăng lên nữa 10 cái năm hào bằng kiết sử mà năm tuổi bằng kiết sử nữa. Hơn là 17 kiết sử mà thập thất kiết sử nữa. Rồi nó từ cái tham sân si ngũ tiền cái này nó sanh ra là 17 kiết sử. Còn ghê không? Mà nó gom lại thì năm dục tưởng dưỡng. Năm dục tuyển giữa. Mà ta trong tương ương đó, nếu mà mình diệt được năm hạ phần ký chữ là mình cũng không còn tái sanh hồi. Nhà thầy lấy đương nhiên không còn tái sanh. Tức là nó hết tương ương với chúng sanh rồi. Chúng sanh nó còn năm hạ phần ký sử, còn mình đã diệt năm hạ phần ký sử. Thì ở trong kinh tương ưng với trong kinh Tăng Chi nó đã nói điều đó rồi mà. Vậy là chúng tôi đã thường rồi. Thì tức là nó không có trở về tái sanh nữa. Nhưng mà nó ở đó, nó ở trong cái trạng thái tưởng, nó tiếp tục nó tu, bởi vì nó ở trong cõi trời đó, là cõi trời tưởng đó. Vì Đức Phật nói 33 cõi trời là cõi tưởng mà, tưởng tri đó. Thành ra nói mình sanh vào cõi trời, tức là mình không có tái sanh được làm người nữa, thì mình phải ở trong cái trạng thái tưởng. Từ trong trạng thái tưởng nó tiếp tục tu chứng vào Niết Bàn luôn, khỏi có trở lại đời này. Cho nên diệt năm hà phần kiết sử là thấy khỏe rồi. Mà bây giờ trong mấy con này, thầy nói mấy con tu vậy là mấy con diệt năm hà phần kiết sử rồi đó. Bởi vì mình vẫn thấy còn tham si, nhưng mà muội lược á, muội lược tức là nó ở ngoài đời mình, nó không còn tương ứng với người ta đâu. Mà hào hồ hết là cái tri kiến giải thoát mấy con có, người ta chửi mấy con có cái tri kiến, mấy con chẳng đứng lại được hết, cho nên nó muội lược hết. Coi chừng mấy con đều là có thể nói rằng trong một đời nay mấy con sẽ chứng được Niết Bàn rồi. Nhưng mà vì mấy con không có làm chủ được trong một cái hiện tại của các con, nhưng mà các con sẽ chứng Niết Bàn, trong khi các con bỏ thân này, các con tiếp tục ở trong tưởng tiếp tục đó. Nó không có bất hạnh đâu, bởi vì tu nó phải nguội lược, nó phải giảm. Các con cứ sánh hồi mới đầu mà chưa biết tu, cái sân của mấy con như thế nào. Rồi bây giờ nó như thế nào, rồi cái tham bây giờ nó như thế nào, rồi cái ăn uống mấy con thế nào, rồi cái ngủ mấy con thế. Nó nguội lược hết chứ mấy con đừng có tưởng, nó giảm xuống nhiều lắm rồi. Thành ra nó là năm hạ phần kiết sử đó. Cho nên năm cái hạ phần kiết sử cũng có tham không si. Không có những loại gì như tham sân đánh. Đó, thì con thấy ái kiết sử nó cũng giảm xuống liền đó. Đánh không nghĩ đâu, đánh nó cũng làm đúng. Trước kia là rất là trời, rất là nghiêm chỉnh, con bây giờ vẫn nghiêm chỉnh, nhưng mà những khi ngồi như thế cho nên bây giờ buộc phải là tối là phải đi kinh hành nhiều, cũng không dám ngồi. Nghe thầy nói là khi muốn nằm thì vào nằm, chứ cũng ngồi hôm qua như thế. Thế như vậy con đi vào nằm và chưa được 5 phút vội vàng con thể bật dậy thật nhanh. Lúc bây giờ nó kéo cái mắt không thể nào mà mở được ra. Đúng rồi, nó vài con mắt này nó cứ chụp lại rồi. Bây giờ thì ghê lắm. Chân tay ngủ mà nghe nó cứ một ngủ này nó lạ kỳ con. Mấy con biết mí mắt của mình nó nhẹ nhàng vậy đó. Mình tỉnh rồi nó mở ra vậy đó. Mà hồi đó xong nó nặng quá nó cứ gịch xuống rồi. Nó đóng rồi. Nó nặng cả người thầy, cũng chỉ có hành quân, tức là con nghĩ là hành quân nhanh, nó phải bông cửa ra xong rồi nhanh ra ngoài. Đúng là hành quân nhanh thôi chứ không phải là. Nhanh là đúng rồi. Nhanh là đúng rồi. Hay nó còn không chậm rồi, lúc đó chừng nào nó nằm như thế. Nó ngồi cài chết nữa. Rồi. Nằm như thế, cái thằng ngồi ngây 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 này là nó cứ kéo cụt nó xuống. Không còn cách nào mà. Mà con nghĩ. Cuộc thì chạy ra ngoài, nó hướng gió, nó ngồi cũng đánh nó cũng giữ, nhưng mà tại con giữ dằn cho ý chí mạnh quá nó mới chạy chứ không ý chí mạnh mới chạy chứ sau mấy lần sau nó ngồi nó là bắt đầu là phải lo chạy ra chứ còn ngồi không được nữa.
Thầy chân tàn là cái ý chí cũng mạnh lắm nha. Thầy nói mày sắp sửa mày chết rồi, mày ở đây còn ham ngủ à? Cốt thầy nói vậy mà thầy la gì cái nó đi con, cái buồn ngủ đi. Thầy ngồi tại chỗ, thầy nói mày sắp sửa rồi chết tuổi mày như vậy rồi mày còn ham ngủ à? Cốt thầy la vậy tỉnh rồi, nó tỉnh bơ rồi vì nó sợ chết. Đánh đau nữa, đấy đau rồi cái nó hết đau cái nó ngủ lại ghê, nó đi ghê rồi đánh không sợ. Mới tu người nào cũng vậy, sợ tu chạy ra bây giờ thì nó cũng nguội rồi. Con như con cũng nói chạy cho thằng kia cũng lộc đấy, nó để tát thằng tát mất chứ thằng tát nên mà tát thằng đấy. Thầy Như Hải ổng làm cái thao nước rồi. Rồi bắt đầu ổng cầm cái sợi dây bị buồn ngủ đó, cầm cái dây đó mà gục xuống giật cái giật đổ nước tỉnh quá tạm táo quả tâm tinh chứ ông tỉnh. Nhưng mà rồi lát không ngủ à, nó làm gì làm tới chuyện không ngủ được, chỉ có đi thôi. Đúng là cái pháp của Phật dạy, đi thôi. Nhưng mà không đi là không thắng nổi đâu, không đi là coi như là gục đầu chứ nó chịu nó. Mình đi là hồi đó đầu nó giảm nó để dần nó tỉnh dần rồi. Rồi mà nó ngủ nó gục rồi đó, mà nó buồn ngủ rồi mình đi nó siêu dẻo nó ngủ trong khi đi, nhưng mà nó tỉnh dần, đi một lúc là nó mới tỉnh, ráng lấy chân mà đi thì nó tỉnh dần. Đó hồi đầu coi nó đi lũi lũi kia nó bị ngủ đó rồi. Nhưng mà thầy vì cái vấn đề mà tu còn thấy nó có hai cái yếu điểm nhất. Thứ nhất là nó tăng dục tưởng dưỡng rồi cái ngủ. Nếu mà mình không thắng là nó cứ tăng. Tăng cái là ngủ dục tưởng dưỡng rồi nó ngủ. Ngủ. Thứ hai nữa là bắt đầu là về cái nói chuyện. Nói chuyện nó cũng dục. Dục. Tăng cái dục. Dục có tăng dục tưởng dưỡng mà. Bây giờ người ta hỏi một vài câu rồi trả lời thì không nói gì. Nhưng mà đôi lúc mình muốn hiểu cái gì nữa rồi là nó tăng lên. Đó. Cái chân nó tăng dục, tăng dục trưởng dưỡng, nó tăng tăng cái dục lên. Bởi vì ông Phật hay thiệt chứ, ông biết nó tăng từ cái nào không nói. Ngoài kinh nó rõ mà. Nhưng mà tu tứ niệm xứ là ông nhắc nhở là năm dục trưởng dưỡng. Ghê gớm lắm, cái thứ sợ lắm. Thưa thầy, cái chỗ này giả dụ như mà như lúc nãy con trình là ví dụ như là không phải là lên hỏi pháp thầy, nhưng mà vẫn là như đang hỏi pháp thầy và đang trình pháp với thầy thì cứ mặc cái đó là đọc thoại đó con, cái đọc thoại ở trong cái bài kinh Đại Công á, Đức Phật có nói cái đó là đọc thoại, được cái dòng kinh không không có tăng, con cứ để cho nó đọc. Bạch thầy, chẳng hạn những cái bài pháp mà con thâu con về con nghe, mình lâu lâu là con mở con nghe nó, vậy nó có ảnh hưởng gì không? Không, nó làm cho con thấm nhuần thêm, bởi vì con nghe nó thấm vô con, người ta nói thính thị, mình nghe và mình nói nữa nó quen. Rồi mình tư duy, mình suy nghĩ nó thấm nhau. Con không tư duy mà con để con nghe thì nó thấm ghê gớm lắm. À, nghe thầy thuyết giảng gì nó thấm dữ lắm rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ai ở ngoài phát pháp gì làm nó không động được. Tại vì tôi thấm cái đó rồi. Nghe nó thấm. Nghe nó thấm lắm. Con cứ nghe không đi, con nghe. Bây giờ con học sinh ngữ, con nghe riết con nói được không? Con nghe người ta nói, con bắt đầu con nghe riết rồi bắt đầu con nghe con hiểu hết rồi. Bởi vì nó phải thính thị đó. Tính mình phải nghe đó. Dạ, cho nên bây giờ nhiều khi mà nghe là đúng. Thầy nói không đôi lúc nhiều khi mình ở đây mình chưa có hiểu lắm, nhưng về mình nghe một vài lần lại là mình hiểu nó sâu. Hiểu sâu đó, nó thấm đó, nó thấm rồi là. Còn hồi đầu mình nghe lướt quá. Bây giờ nghe lại nhiều lần thấm. Nó cũng như mình quán vậy. Rồi mình hành nó đúng rồi thầy. Ừ, vậy đó. Tu tập mình phải biết, không có được ép mình nhiều. Yeah. Phải theo cái tiệm sẵn khéo léo. Nó như cái dây đàn nó căng quá thì mình cố ép nó phải đứt dây. Còn nó mình chùng quá thì nó không hay. Nhưng mà biết cái cơ thể lúc bây giờ nó uể quả như vậy nó mà mình ráng là mình sẽ không có chịu nổi đâu. Cho nên con phải tiệm sẵn khéo léo. Mình lúc bây giờ mình có cái định sáng suốt, mình thư giãn. Mình nghĩ, mình xả, mình nghĩ. Nhưng mà nghĩ ở trong cái pháp chứ không phải là nghĩ. Gọi là mình xả, thả lỏng hết không phải. Có cái pháp thư giãn nên nó nhẹ nhàng hơn. Bạch thầy, thì con thấy như thế này, khi mà mình tác ý cho một cái, tác ý thôi, tác ý tức là nó sẽ có một chút nhiếp tâm, nó phải nhiếp tâm chứ. Thì còn tác ý là nó nhiếp tâm vô liền. Trong lúc mình đang thư giãn, ví dụ như con nói tâm an bình, thân nhiều nước, ví dụ như là cái bài đó để con thư giãn cho nó thoải mái,
thì rồi con cắt thêm một vài ba cái tá ý để cho giải tỏa cái tâm tại thân nó đang bị. Thì con giải tỏa nó thì một vài lần đầu thì nó không sao, nhưng mà tá ý tí nữa là nó không chịu. Con quan sát của nó, nó bị cái tá ý nó làm như như con tá ý nó là chấn động rồi, bây giờ tá ý nữa là nó chấn động. Cho nên tá ý một hai ba cái là không sao. Mà tá ý thêm nữa lần thấy nó không được, con phải xả luôn, con để thân nó thư giãn thả lỏng luôn mình. Cái lực mạnh quá, cái lực mạnh quá nó chấn động cả thân luôn, không có tác ý, nó mạnh quá nó chấn động. Thay vì mình tác ý một vài lần mình thấy nó tốt rồi thôi, mình tác ý cho nó mau, nó bắt đầu nó chấn động. Chấn động. Nên bà thầy thì nói chung là ngày hôm nay chỉ mổ thôi, chứ cũng không đến nỗi gì. Vì biết dừng rồi, cái điểm mình biết dừng cho nó không phải quá thì nó ảnh hưởng rất nặng. Nhưng mà con chỉ học bạch thầy là ví dụ như khi mà nó như vậy thì con có cần, con có hành thì lâu lâu còn phát ý cái câu tâm như đáp đó bạch thầy, thì con thấy nó không có vấn đề gì. Lâu lâu phát và không rất nhiều như trước nữa thì con thấy nó vẫn cứ bình thường tốt. Và thật sự ra mỗi chứng nghiệm pháp thì như nó biến mất, nó ngủ nó cũng không muốn ngủ, nó biến rồi. Hoặc là mấy cái tham sân si hay là loạn động gì chạy mất hết trơn rồi, có thì nó vẫn bình thường, nhưng mà cái thanh thản nó là thực sự thì không có. Thì cái an lạc an lạc mà đúng về cái thanh thản của nó thì nó bị mệt, tức là nó bị cái trạng thái mệt, nó mất cái sự an lạc thì cái tâm nó cũng mất thanh thản, nó cả một cái khối của nó thanh thản an lạc vô sự. Mà cái thân nó không nó an lạc thì cái tâm nó cũng thanh thản, mà cái tâm mà không thanh thản thì cái thân nó không an lạc. Cho nên mấy cái này là một chùm với nhau đó, chứ không phải là nó đi rời nhau đó. Mà khi mà cái thân mình nó uể oải là cái tâm của mình nó mất thanh thản rồi. Thì bị gì cái áp pháp này nó ngự trong này rồi thì mấy khi nó chạy phải nó không có tác động vô, nó để coi cái thằng này làm việc thôi, chứ tao mà vô làm việc nữa chắc tiêu nó luôn. Nó cũng khôn lắm. Như vậy bà thầy thì con cũng lâu lâu cái hành tác ấy đúng rồi, tác ý nhẹ nhàng và đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thiện xảo đó. Lúc bây giờ mình cần tiếp thiện xảo, bởi vì thầy nói đối trị với bệnh mình cũng rất là mình tác ý, mình để đối trị với cái bệnh, cái tâm bệnh của mình cũng thiện xảo nó mới tiêu. Chứ mình tác ý quá rồi nó điên đầu, nó bắt đầu nó quậy luôn. Mình đã bệnh mà nó còn điên quậy nữa thì thôi chịu không nổi. Cho nên mình thiện xảo, mình khéo léo. Có những thầy nói tác ý cái vấn đề rút tỉa qua kinh nghiệm, thầy nói tâm như đất ly thân kia. Mà có lúc đó thì mình nhập, nhưng mà có lúc thì chưa. Đó là cái lối thiện xảo của mình. Mình chỉ tìm cái chỗ mà mình tác ý sao mà thanh thản an lạc vô sự, nó có cái sự an lạc đó. Có lúc đó thì mình tại sao mình phải tác ý nhập, mà tại vì nó đang bị một cái chướng gì đó mà nó không chướng thì mình có tác ý nó còn chướng. Cho nên mình chuyển xảo cho nó, cho nên cứ lúc chưa lắm. Bởi vì nó đang nằm, nó đang lăn quá thì nó tác ý nữa, cho nó thúc giục. Thúc giục có rối loạn cơ thể mình. Mà nó bị chấn động nó thì vì mình hối nó quá, nó lứt quýnh, nó làm chấn động nó luôn. Có vậy chứ cái lệnh mà tác ý nó mạnh lắm rồi. Không có cái lực của nó. Bởi vì thầy nó ý thức lực. Có tu rồi biết cái lực của nó. Dạ, theo con nghĩ nếu mà tập ý thức mạnh dữ thì chắc con phải đi cấp cứu rồi. Đúng rồi. Dạ. Nó chấn động quá cái cơ thể. Mới rồi. Dạ. Khi nào mà cái thân tâm của mình nó càng lúc nó càng thanh tịnh thì nó dễ bị chấn động. Chấn động. Nếu mà người ngoài đời mới vô tu, tác ý gì tác ý nó chơi chơi, nó không sao. Dạ. Còn mình đây mà tác ý sơ là thấy nó có chuyện đó, nó lui rồi. Thì khi mình tác ý mà mình thấy có hiệu quả rồi thì cái pháp tác ý của mình phải thiện xảo, cái tâm kéo nó bị rối loạn. Còn cái người mà người ta tác ý nó chưa có hiệu quả gì hết, mặc tình cho la nó cũng không sao, nhưng mà vậy chứ nó tạo thành nó có cái lực. Chính là thầy á, bây giờ con nhận xét đó, con mới tác ý ra thôi thì con nhận xét cái tâm là biết nè. Cái ngày xưa thì mình phải tập biết tâm rất khổ trở, mình biết người hơi thở, mình biết nhìn rất khổ trở. Nhưng
nhưng mà hơi này có ý thôi là mình thấy nó đã biết cái tâm vô rồi, vô trong cái câu tác ý rồi. Thêm câu quá cái là do mình tác ý mạnh cho nên nó nhíp tâm vào hơi thở cho nên nó phun cái hơi thở của mình để làm cho mình mình đang. Thứ hai là do tác ý quá mạnh nó chấn động cái hành trình, chấn động nó làm cho mình căng đầu lên, nhức đầu lên, mình tác ý quá. Bị đúng rồi, cái pháp tác ý nó làm cho mình vô tâm quá mà có nghĩa là bị nó vô rồi, bây giờ mình tác ý nó vô nữa nó chấn động, còn là nó vô thôi, còn hồi đầu đó là mình vô chưa có được, có nghĩa không, mình vô chưa được mà tập vô cũng khó lắm rồi, nó cứ nó không chịu vô, mà bây giờ mình tác ý sơ cái mình thấy nó vô vô rồi, nó nhíp vô được rồi, thì mà giờ mình cứ tác ý nữa là coi chừng nó vung luôn vung vung ngực ra chứ ở. Còn không nó vô biết cái đầu của mình nó căng nó rối loạn thần kinh về nó chứ, rồi cứ la hét không thì nó rối loạn rồi cứ chọn la hết. Hôm nay con vẫn suy giảm tiếp tục, suy giảm tiếp tục cũng vậy nhưng mà cái ác pháp đó thì không được, nhưng mà tháng nay bắt đầu thì rất là về thì lắm có bạn như vậy nè thoải mái tiếp tục như vậy là để cho nó trở về cái trạng thái thoải mái, tức là nó thanh thản hơn, nhẹ hơn, là dễ dàng hơn, thì cũng từ đó mình tăng dần đi trên con đường đó mình đi tới để bảo vệ cái chân lý thanh thản hơn là vô sự, làm sao bảo vệ cho đưa cái trạng thái thanh thản hơn là vô sự thì con đường đi tới mình biết cái trạng thái đó rồi. Cho nên mỗi một lúc mình tu tập đều nhắm vào cái này để bảo vệ cái chân lý đó, cái diệt đế và cái chân lý đó. Mà thầy nó hơi mệt là con phải phải nằm nhiều và thầy có ảnh hưởng không? Không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ mình lại mình nằm nhiều cũng đỡ, nhiều khi nằm nhiều nó đôi lúc nó hơi qua cái phép sợ cũng phải không? Sợ nó ngủ thôi. Bà thầy thì sáng 2 giờ là cũng phải chạy, mà tối 10 giờ là mình phải ngủ và giữ cái mức đó rồi. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi con ngồi giữ cái bản nó không chịu, cái thanh này nó không có. Nó không chịu thì con cứ nằm. Dạ, nó đầu nằm không? Rồi nằm. Vì nó mệt đó. Thì nó nằm để cho nó cơ thể con nó nghỉ ngơi, nó nghỉ ngơi, mà trong khi đó mình cảnh giác là mình sợ nó ngủ thôi, có vậy thôi, còn nó nghỉ ngơi thì tốt, mày nghỉ ngơi, mày nằm nghỉ ngơi mà mày tỉnh cho ta thôi, chứ còn tắc ý nữa. Mà thầy trong lúc nằm á, thì con thấy á, con quan sát á, nó cũng luôn cái việc tự giữ nó bất hạnh. Thôi chứ. Chứ không phải không, thì trong lúc mình đang nằm đó, thì đồng ý trong cơ thể mình đang mệt, thì mình cứ nằm thì tốt thôi. Khi mình nằm rồi mình cảm thấy nó thoải mái trong cái việc nằm đó, thoải mái vượt ra ngoài cái tư tưởng kia đó, thì còn thể nó học trong cái dục tưởng dưỡng, năm dục tưởng dưỡng, tăng cảnh giác đó, bởi vậy đó là cũng cảnh giác. Vì nằm ví dụ như một người bình thường, cái khi mình nằm mình tâm chân thật ấm cho mình là mình ngủ thoải mái, đó là nhu dục tưởng dưỡng. Dạ, thì bây giờ mình bệnh thì nếu mình vẫn cứ nằm là điều đó tốt không có gì, nhưng mà trong lúc mình nằm đó thì mình cảm thấy cho nó có vẻ khỏe khoắn hơn, nếu như mình tham lắm đó là để nằm dục tưởng dưỡng như vậy. Con thấy như vậy không? Đúng đúng không? Cái đó đúng, cảnh giác lắm đó không? Chứ không khéo, bởi vì thầy nói nằm là phải cảnh giác dữ lắm. Chứ nó không ngủ nhưng mà nó cũng là cái dễ lười biếng, nó nằm khoái đó. Thì đó là nó nằm dục tưởng dưỡng đó. Cái mặt của nó lo đó. Đó là nuôi si ra là... Nuôi si chứ sao? Chỉ là nuôi si. Cho nên nhiều khi rồi nhiều khi nó cảm giác nó chứ nhiều khi nó quen rồi mà thấy. Thì cái nãy nó theo cái phong tàu của nó vậy đó. Khi mình nằm rồi nó thích rồi. Thì nó quen lắm rồi. Quen. Mình phát giác ra là nó đã bị. Cái thằng nó thói quen rồi nó cứ thích nằm. Cho nên vì vậy mà mình sau đó mình thấy cơ thể mình bình phục rồi, không còn mệt mỏi nữa rồi. Chứ mà cái nằm đó nó thích à. Nó bị năm dục tưởng dưỡng nó lớn rồi. Thì bắt đầu bây giờ là giờ giấc ngồi là phải ngồi, mà nằm là phải nằm. Mình điều khiển nó chứ không, đừng có để nó điều khiển mình nữa. Năm dục tưởng dưỡng nó dưỡng lên rồi. Phải tu lại mà. Tu lại. Bởi vì nghe nói năm dục tưởng dưỡng là sợ đó. Con thấy cái bài mà Đại Không Đức Phật hay nhắc năm dục tưởng dưỡng, cái chỗ đó cảnh giác lắm, mà mấy con phát giác ra được cái này là hay, nếu không khéo không lấy nó đâu. Bạch thầy thì con nghĩ như thế này là nếu mà mình tu đúng thời khóa như thầy dạy trong tu viện là 2 giờ dậy, rồi tối 10 giờ mới được ngủ, và trong những giờ giải lao, nhưng mà nếu mà trong những giờ giải lao những giờ nghỉ đó mình vẫn thực hiện đúng, nhưng mà giờ nghỉ đó tự nhiên ví dụ như một người nào đó họ vào nằm
chùm trăng rồi làm cho trời mưa mưa là làm cho thoải mái đúng không ạ? Nhưng vậy á thì vô tình những giờ tu là mình diệt tha nơi thi nó rồi, nhưng mà cái giờ nghỉ hay là cái giờ kia là mình nuôi nó lại, vì thích nằm ngủ cho nó tê tê chứ không cũng cần phải ngủ để bên tay cứ nằm cho thoải mái chứ không phải nuôi dục như vậy. Nuôi dục như vậy đó, vừa đây tu cho diệt dục thì bên đây lại cho vô, bên đây cứ tu hoài không thành công nữa, nó không tới. Bây giờ mình bị kẹt trong năm dục trưởng dưỡng mà mình không thấy, đó cũng là cái dục trưởng dưỡng. Từ cái ăn nó cũng dục trưởng dưỡng, từ cái nằm nó cũng dục trưởng dưỡng. Bởi vì cái phương pháp mà tu của Phật là phải cảnh tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, mình tỉnh từng cái hành động dục trưởng dưỡng của mình để cho mình cắt hết, đừng có để diệt. Còn thấy bây giờ nếu con nỗ lực con vậy, mà bây giờ cái ăn mình cảnh giác rồi, bình thường mình cảnh giác, mình có bị gì nó cũng đỡ, nhưng mà cái ngủ thì ít ai bị cảnh giác. Thì bây giờ con thấy rồi, nếu mà mình không cảnh giác cái này thì nó nuôi cái kia thôi. Nuôi cái kia, nó tăng trưởng lên. Nó lòn lách qua cái này nó nuôi. Nuôi bây giờ thì nỗ lực thực hành thì cho hết, mà không ha, nó bên này đang nuôi, bên kia là tu. Bên kia là tu diệt, bên này là nuôi. Hồi trả ra nuôi. Từ ngày nuôi thì bây giờ mấy con thấy nè. Tới thí dụ như mình tu tới 5 giờ ha, mình xả ra thôi đi đi nằm chút, tức là cũng nuôi dục dưỡng dưỡng. Dạ. Rồi vậy á chứ không dễ đâu. Dạ. Thấy. Như vậy thì bây giờ mình cứ nuôi bên này, nuôi bên kia, mình tu bên này. Mình nói để mình nghỉ chút cho nó khỏe để rồi 7 giờ mình tu cho tốt. Dạ. Rồi, nhưng mà nó nuôi dục dưỡng dưỡng. Nó lý luận. Nó luận. Dạ. Nó thành ra mình phải sáng suốt trong cái vấn đề đó. Cho nên á con phát giác như vậy đó, con nói bạch thầy cho anh chị. Thì mình cũng vì nhận xét nó có như vậy thôi. Nhưng không có tu mới thấy, còn không tu cũng thấy. Dạ, nó tu rồi, từ đó cái tỉnh giác của mình á, cái sức tỉnh giác của mình nó nhận ra được cái năm dục trưởng dưỡng đó. Ví dụ bạch thầy nha, trong thời gian khoảng 2 giờ dậy đi, mình trước 2 giờ mình đã dậy rồi. Nhưng mà không chịu buông dậy mình làm nó mình ấm cho nó ấm ấm cho nó làm. Đó là cũng là nuôi dục trưởng dưỡng. Trong lúc nó cũng đang nuôi nó luôn. Mình nuôi đó. Dậy thì mà mình dậy rồi mình đi xúc miệng hoặc là đi tới đi lui chút đúng giờ vô mình ngồi tu. Còn cái mình thôi bây giờ còn 5 phút 10 phút nữa chưa tới đúng giờ đó, đó là cũng nuôi dục dưỡng dưỡng đó chứ cái gì đó. Rồi nó làm một giấc đó. Tới 2 giờ rưỡi có khi 3 giờ nó mới dậy đi dục nó phải đi. Thường là bị đó, thường yeah. Không, con ăn bình thường thôi, đừng ăn ít. Trong bữa ăn mình ăn bữa thôi. Nhưng mình ăn bình thường, ăn vừa no thôi. Đừng ăn ít quá, khổ hạnh quá thì còn ăn tốt thôi, sức khỏe kém. Kém tu không được, kém thì nó làm cho mình uể oải, làm cho mình mệt mỏi rồi nó cứ đi nằm đó. Thì nó cũng là, nó nãy mình kém ăn, cái sức khỏe mình nó kém xuống. Thì coi như nó sanh, nó phải sanh cái dục tưởng dưỡng của nó dục bên kia. Bên đây kém ăn, mình ngăn chặn cái ăn rồi, cái dục bên ăn thì nó không có rồi. Nhưng mà đi qua cái dục ngủ, thành ra mình khó thắng lắm. Dục ngủ là sợ lắm, ăn không sợ chứ ngủ sợ lắm. Nó không đánh mình thôi chứ đánh mình không có chịu nổi gì hết. Cho nên mình ăn hoàn toàn, mình ăn vừa, cái bữa ăn mình ăn vừa no, vừa đủ thôi. Không ăn ráng, nhưng mà ăn vừa với cái sức của mình thôi. Rồi bắt đầu đó, nó đủ sức để cho nuôi cơ thể. Cho nên vì vậy mà cái sức khỏe của mình nó không có bị, nó bị kém. Thành ra cái về cái ngủ nó không có đập mình được. Không biết. Không phải con. Khi mà khổ hạnh á, Đức Phật trải qua thời gian mà khổ hạnh ít quá ít, nó làm cơ thể nó kiệt quệ, thành ra coi như là khổ chồng khổ lên chứ nó không có giải thoát. Cho nên sau khi mà Đức Phật ăn uống trở lại bình thường đủ sức khỏe, thì cũng ăn hàng ngàn bữa, ăn đủ, ăn no đủ đàng hoàng. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới tu chứng đạo. Còn cái khổ hạnh, còn thầy vì cái hoàn cảnh mà trèo cái núi mà xuống vác gạo lên núi mà nấu ăn cực quá, cho nên thầy tập ăn rau cho nó đỡ. Chứ không phải khổ hạnh. Nhưng mà thầy biết là nếu mà ăn rau mà cái sức khỏe mà để mà chiến đấu với hôn trầm tỳ miên thì không nổi, không quá, không phải dễ đâu.
thấy cơ thể nó ăn rau nó không có đủ cái sức khỏe của con người, tại vì mình không phải con bò được, không phải con bò mấy con, cho nên vì vậy mình ăn nó làm như là cái cơ thể nó không có chất bột, nó yếu lắm, đi thì có đi vậy chứ nó xanh lè thì lắm. Thầy biết mà 9 tháng thầy ăn rau thầy biết mà sống được, nhưng con người nó xanh lắm, không có làm gì. Ví dụ như bây giờ thầy lớn tuổi thầy già mà thầy cuốc đất một hơi chừng 5-10 cuốc thầy mệt, thì lúc bây giờ cái tuổi mà thầy lúc đó thầy còn trẻ khỏe lắm, mới có 40 mấy 50 tuổi gì chứ không có lớn lắm đâu, nhưng mà nó giống như cái sức khỏe của thầy bây giờ vậy, ra cuốc đất cái nó mệt, nghĩa là làm gì hơi nặng thì nó nhổ cái cọng cỏ lên mà nhổ, cố gắng giật lên vậy thì nghe nó mệt. Là lúc ăn rau nó vậy, nó không phải mạnh như con bò mà tại đây. Người ta cứ ngỡ tưởng là con người mình ăn rau cỏ là nó cũng mạnh, không phải đâu. Tại con người mình nó phải có chất bột, chứ còn có chất bột nó không mạnh được, ăn rau nó không mạnh. Khó lắm mấy con, chứ không phải dễ. Vì vậy thầy viết là ăn đúng cách. Đức Phật sau khi Đức Phật đúc kết lại cái sự ăn uống cho mình là ngày ăn bữa đủ rồi, nó sẽ ít dục, nó cũng còn dục nhưng mà nó ít, nó yếu đi. Không ăn ngàn bữa, ăn vừa đủ, đừng ăn quá bao tử căng nó cũng đau nữa. Còn mình ăn vừa đủ, tức là vừa no thôi, đừng ăn đói. Đó là cái điều kiện mà nghiên cứu kỹ sau khi Đức Phật lợi dưỡng mà. Năm nay kỳ trần như cái ông Gautama này bây giờ ông lợi dưỡng rồi nè. Hồi đó ông khổ hành, nó ít, bây giờ ông làm bữa cơm dữ đợi rồi. Nghĩa là làm bữa cơm no đó, là mấy ông kia gọi là ông lợi dưỡng. Còn hiểu không? Chứ ông không ai phải ăn 2-3 bữa đâu, ăn bữa. Nhưng mà năm nay kỳ trần như là tin tưởng vào cái pháp khổ hạnh của Hoài Đạo dạy, là chờ cho Gautama mà thực hiện cái pháp khổ hạnh này ăn ít như vậy là sẽ chứng đạo. Nhưng mà chờ tới chừng ông này ông gần chết, ông thì ông nhờ cái bát sữa dê mà của cái người chăn dê đổ,